Chị U40 rồi, da sạm hay mất ngủ, mà đợt này lên nám nữa thì bôi gì hả bác sĩ Hiếu? Ôi trời ơi, trước hết chị em phải hiểu rằng sau U40 tại sao mình hay mất ngủ mà hay khó đi một giấc ngủ, ngủ được ngắn giấc không được cảm thấy nó tỉnh táo như hồi trẻ, thì một cái hoạt chất mà giúp cho mình dễ ngủ đó chính là melatonin. Và melatonin sẽ sinh ra nhiều hơn khi chúng ta còn trẻ, đặc biệt là các trẻ nhỏ rất là nhiều. Và thứ hai là sinh ra nhiều hơn khi có bóng tối xung quanh. Đó là lý do tại sao cái đèn màu vàng thì nó thường dễ gây buồn ngủ hơn cái đèn màu trắng, và phòng tắt hết điện đi thì chúng ta lại buồn ngủ hơn là cái phòng sáng điện. Quá chuẩn luôn. Thế nên để chúng ta đi ngủ ngon giấc, các chị em 40 thì thứ nhất là trước cái giờ ngủ 30 phút thì thôi tắt điện thoại đi, đừng có dùng nữa. Thứ hai là nên chọn phòng tối hết là ok nhất, dễ ngủ hơn. Nhưng mà mình sợ bóng tối thì có thể để cái đèn màu vàng mờ mờ một chút thì sẽ dễ ngủ hơn. Và thứ ba là bổ sung thêm melatonin hay là nút tiết tố thì sẽ giúp cho mình ngủ ngon hơn. Thế thôi làm sao mà đủ được. Cái nhóm này là hay gặp nhất, dù chị em đã làm tốt hai cái trên rồi, nhưng cái trường hợp dưới hay bị mất ngủ do thiếu vi chất. Khi các chị em thiếu vitamin A này, C, D, E, K, những cái vitamin khoáng chất nó cũng gây mất ngủ. Nên đôi khi xử lý mất ngủ không chỉ là mình thay đổi thói quen, mà có thể một vài đợt trong một năm chị em có thể dùng thêm vitamin tổng hợp, nó sẽ giúp cho mình ngủ ngon hơn. Và chị em nào đã từng thử cái phương pháp này rồi có hiệu quả cũng có thể comment xuống bên dưới. Vậy tóm lại, U40 mà đang mất ngủ vì nám da thì trước hết cải thiện giấc ngủ đã, đừng lo về đừng bôi vội. Omega 3, nội tiết tố, vitamin tổng hợp là combo dành cho chị.